Bảo thắng với anh Nguyễn Dương ơi. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam của cầu lông thị xã Đông Triều trên Cung Thành Công mở rộng. Trận đấu $5.000. $5.000 giải thưởng sẽ thuộc về cặp đôi nào? Phía bên phải màn hình trên trang phục áo đỏ, cặp đôi Tuấn Anh, Dương Thiều đến từ Bắc Ninh. Trên trang phục áo trắng, cặp đôi Hồng Nam, Đức Vi đến từ câu lạc bộ cầu lông Agribank Thủ Đô. Và trước khi trận đấu bắt đầu thì Hùng lại xin phép được chào tất cả mọi người. Mời sân Do Ba làm nhiệm vụ. Xin chào anh Thanh Hải, xin chào anh Nguyễn Xuân Hải, xin chào anh Lê Anh Dung, xin chào anh Tú Nguyễn, xin chào Tuấn Anh, xin chào anh Trần Tuấn Ngọc. Cảm ơn anh Trần Tuấn Ngọc luôn chia sẻ live stream. Và là trước xin trân trọng giới thiệu trận chung kết đôi nam mở rộng diễn ra giữa bên phải trọng tài là đôi Nam Duy Agribank Thủ Đô, bên tay trái trọng tài là đôi Thiều Tuấn Anh Bắc Ninh. Trọng tài chính điều khiển đôi Ninh Hoàng Hiệp. Xin mời trọng tài cho hai đôi vận động viên làm thủ tục để chuẩn bị thi đấu. Cho anh Thạch Trần, Dương Thiều đỡ ra cầu. Đánh cao. Hùng đã chia sẻ với nhiều người ơi. Rất nhiều người muốn xem trận đấu như này. Tuấn Anh Thiều tấn công vẫn luôn. Dung cho mọi người. 294. Trần điểm số 14. Long Tô bán kết em quay up lên YouTube với mọi người để xem lại nha. Mọi người xem trận bán kết của Long Tô gặp Hồng Nam Đức Vi trên kênh YouTube số câu lạc bộ Minh Tường ở xuất hiện trên HD này. Rồi chuyển rất nhanh từ Hồng Nam. Thủ hay quá. Trần Nguyễn Ngọc, còn mình là mình quân mình cũng dự đoán như vậy. kiến thức Hồng Nam. Một trò Hồng Nam đập. Dương Thiều đập kinh thật đấy. Ôi. Hùng, mọi người đừng quên đăng ký nhận thông báo để theo dõi những giải đấu tiếp theo trên kênh của Hùng.